còn gì của em? Dạ, bạn u em của em nó ra qua nó nặng á. Em biểu nó qua hòn dịu nha. Ok, nếu mà qua dạ, kêu dạ. Chị thì cứ kêu yêu cầu gì lo nha. Dạ dạ dạ, ok. Gần có giường chưa mà chờ? Sang phòng bên kia bỡ đại lên đi em chứ không nó công. Ai gọi tôi trời? Mặt nó nhiều lắm hả? Rồi hay ra mà em làm lâu đó. Người đi làm nhanh dễ sợ luôn. Thank you.
chuyện toàn trên trời vậy đó, không tập trung vô công việc. Chỉ như nói mà nói liên quan tới công việc hoặc là tư vấn thì được. Nói gì chị? Thì ráng ta thằng ngày mấy hơn nữa. Chùi chà, còn đây nha, rờ lấy những mì rơm. Rồi mới cho ông bay ra ngoài chưa? Uống liền lâu đầu mới đi trừ. Nhà cô nương mày quá đi kìa. Mà ý là hiền nè, nên ý là mình giỡn với nhà nhiều nghe. Ý là đừng có giỡn kiểu mà giỡn ấy nè, tính nắng là không có biết giỡn á. Nên là em đừng giỡn mà kiểu nó mệt á, mệt thay mình á, với lại không ai đâu. Lâu lâu mình giỡn không được, giỡn hồi hôm nay nghe. Cái gì ví dụ như thấy nhãn không đúng thì em phải chỉ dạy lại chứ. Chứ đừng có... Ví dụ cái này cái kia thì em phải nói để dân hiểu. Alo. Để massage một lấy tóm điện phụ với chị. Chị có ở nhà không? Bên em đang giao cái máy chạy phụ qua cho mình đó chị. Chị có ở nhà đây. Dạ, chứ chị đợi em xíu kho đang chạy qua nha chị. Ok dạ. Em ok. Dạ, em tới nơi em điện cho chị ạ. À. Ok em. Dạ, rồi em cảm ơn chị. Tội gì là la chứ mới tỉnh thôi, hay làm càng. Dạ luôn. Chị ơi, em tới ngay trước cổng mình rồi, chị xuống mới tìm biết về. Ý là cổng xà ba lô Nguyễn đúng không? Dạ đúng rồi chị, em đang ở dưới luôn chị. Ý là em rồi để chị kêu nhân viên chị. Em đem vô được không? Dạ được chị, ý là mình để chỗ nào á chị xuống chị để chị, trên lầu lần á em. Chị để trên lầu 3. Chị kêu nhân viên xuống chị chỗ dạ, để rồi, okay, chị. Dạ rồi ok.
Có đứa màu đó không? Đứa màu đỏ nó không? Em xong chưa? Em chạy đỡ xuống chị cái đã nè. Không, ý là lên ráp và nhiều thứ lắm. Ý là chỉ lên lầu cho chị thôi. Chị lên chỗ nó kêu anh bay dạy em chị cái. Ý là em lên em gì dặn họ lên đó đã rồi kêu anh bay dạy. Được rồi.